Hai Lúa đã quay trở lại rồi đây. Trong video clip này, Hai Lúa sẽ tiếp tục trao đổi với các bạn về chương Elicitation and Collaboration. Hôm nay chúng ta sẽ nói về phần 4.3, đó là phần Confirm Elicitation Results, tức là việc xác nhận các thông tin khơi gợi yêu cầu. Mục đích của cái việc xác nhận các cái khơi gợi yêu cầu này, các cái khơi gợi này là để kiểm tra các cái thông tin mà chúng ta thu thập được trong một cái quá trình mà chúng ta khơi gợi á, nó có chính xác hay không, nó có nhất quán hay không, các cái thông tin nó có đồng bộ với nhau hay không. Thì cái việc mà xác nhận cái thông tin khơi gợi này, nó là chúng ta sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo được là cái kết quả đầu ra nó ổn, nó giải quyết được những cái vấn đề gì, nó chúng ta cần có xác định được những cái lỗi, những cái vấn đề, những cái xung đột, những cái việc không rõ ràng. Cái việc mà chúng ta confirm này á, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện cái việc mà so sánh với rất là nhiều cái nguồn trao đổi khác nhau, nhiều cái nguồn thu thập khác nhau. Các bạn nên thấy là đối với cái khái niệm elicitation, chúng ta có khá là nhiều các cái nguồn thu thập. Ví dụ như là chúng ta có interview, chúng ta có document review, chúng ta có observation, chúng ta có survey, chúng ta có analyzing interface, vân vân. Thì những cái nội dung này các bạn thấy nó có thể đến từ rất là nhiều nguồn, nó có thể có từ rất là nhiều stakeholder khác nhau. Và nếu như chúng ta không có cái việc mà chúng ta review, chúng ta không có việc mà chúng ta xác nhận, chúng ta nhất quán nó lại, thì chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều vấn đề để mà chúng ta ra được cái kết quả cuối cùng, kết quả cái phân tích cuối cùng. Trong quá trình mà các bạn làm BA á, chúng ta sẽ phải dành nguồn lực cho cái việc mà confirm này cũng khá là cao. Thì cái việc confirm này nó đòi hỏi chúng ta phải trao đổi với stakeholder nè, chúng ta phải thống nhất với các bên liên quan nè, chúng ta phải có cái sự kết hợp lại các cái nội dung, ví dụ như là interview và document review chẳng hạn, để mà sâu sát được giữa cái quy trình trên giấy tờ với lại quy trình thực tế. Đối với ITBA, chúng ta có những cái buổi như là buổi workshop để mà trao đổi giữa BA và các stakeholder để mà làm rõ, làm clear, làm nhất quán là các yêu cầu. Cũng như là các cái khái niệm non-ITBA thì các bạn sẽ thấy thường xuyên là có các cái buổi trao đổi, các cái buổi họp giữa các C-level, giữa các bạn cố vấn, giữa các bạn tư vấn chiến lược, vân vân, để mà đảm bảo được là các cái nội dung thu thập giữa các cái vấn đề gặp phải, giữa các cái khối phòng ban, các cái vấn đề gặp phải giữa kinh doanh, giữa số liệu và thực tế trao đổi, nó có những cái khác biệt như thế nào, để đảm bảo những cái kết quả thu thập đó nó chuẩn xác, và từ những cái kết quả chuẩn xác đó nó sẽ giúp cho các bạn BA, cho dù là IT hay non-IT, đưa ra được những cái solution mang lại cái giá trị cho stakeholder. Nói về cái sơ đồ, chúng ta sẽ thấy là cái phần input đầu tiên là elicitation result unconfirmed, kết quả khơi gợi chưa được xác nhận. Những kết quả khơi gợi chưa được xác nhận này, các bạn có thể thấy là nó có thể là những cái dạng thông tin rời rạc, nó có thể là những dạng thông tin đã được lên tài liệu, nó có thể là các dạng thông tin từ các nguồn được khơi gợi khác nhau được tổng hợp về. Thì những cái này các bạn thấy là nó rất là rời rạc, nó rất là chưa thống nhất, và đôi khi nó có sự mâu thuẫn với nhau nữa. Các bạn sẽ thấy là chúng ta cần phải xử lý khá là nhiều để mà chúng ta đảm bảo được là kết quả elicitation chúng ta được confirm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tới những cái yếu tố để mà hình thành nên confirm elicitation result. Điều đầu tiên đó là compare elicitation result against source information, so sánh kết quả khơi gợi với các cái thông tin nguồn. Thế thấy là chúng ta có rất là nhiều nguồn như mình đã đề cập lúc nãy. Đối với các nguồn này, các kết quả khơi gợi bao gồm là các tài liệu, các kiến thức, các cái thông tin mà do các bên liên quan cung cấp cho các bạn. Một bạn BA nói chung là phải lead, phải dẫn dắt những cái cuộc họp, những cái meeting đối với các stakeholder để mà họ kiểm tra lại, họ làm đúng lại, họ xác nhận lại, vân vân các cái kết quả này. Các stakeholder đôi khi họ sẽ xác nhận trong các cuộc họp, hoặc đôi khi họ sẽ xác nhận riêng lẻ với các bạn. Chung quy á, thì các bạn sẽ thấy là mọi cái nguồn nó luôn có một cái sự rời rạc. Chúng ta là một BA, chúng ta phải đóng vai trò là trung gian để mà chúng ta kết nối những cái điều đó lại. Yếu tố thứ hai, compare elicitation results against other elicitation results. Các cái kết quả khơi gợi từ các cái nguồn khác nhau, từ các cái thông tin khác nhau, chúng ta phải có sự so sánh và có sự kết hợp. Một bạn BA phải so sánh kết quả thu thập được qua nhiều hoạt động khơi gợi để xác nhận rằng thông tin là nhất quán và được trình bày một cách chính xác. Khi các so sánh được rút ra, các bạn BA cần xác định các biến thể trong kết quả và giải quyết chúng với sự cộng tác của các bên liên quan. Cái việc so sánh này cũng có thể được thực hiện với việc so sánh với dữ liệu lịch sử để xác nhận các kết quả khơi gợi gần nhất. Cái sự không nhất quán trong kết quả khơi gợi thường được phát hiện khi mà các bạn BA phát triển các cái thông số, các cái matrix, các cái mô hình, các cái phân tích. Những cái mô hình này có thể được phát triển trong các cái hoạt động khơi gợi thông tin để mà có thể kích thích được cái sự hợp tác, cải thiện được cái sự hợp tác giữa BA đối với các stakeholder. Ở đây thì các bạn quay về cái vấn đề là trong thực tế làm việc chúng ta có rất là nhiều cái góc độ về mặt khơi gợi, và đặc biệt là mình thấy có một cái sự tương quan rất là rõ ràng giữa cái interview và cái document review. Ở đây mình nói về cái khái niệm về ITBA trước nè, thì document review và interview nó đòi hỏi các bạn phải có cái sự kết hợp lại, có cái sự kiểm tra và có cái sự xác nhận nhất quán lại giữa hai cái này. Tại vì đôi khi các bạn sẽ thấy là interview thường là chúng ta trao đổi, chúng ta nói chuyện, chúng ta gọi hỏi trong thực tế, chúng ta trao đổi trong thực tế, chúng ta không có theo văn bản giấy tờ, dẫn tới là có thể trong quá trình làm việc chúng ta luôn có một cái gap giữa quy định, giữa văn bản quy định, giữa quy chế, quy trình của công ty với cái thực tế làm việc, dẫn tới là nếu như các bạn chỉ base vào cái việc elicitation thông qua con đường interview, chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều cái sai sót, nó không có tuân thủ về mặt nội quy, không có tuân thủ về mặt pháp luật, vân vân. Nhưng mà ngược lại, nếu như các bạn chỉ base vào những cái văn bản giấy tờ luật pháp, văn bản giấy tờ quy định quy chế nội bộ của công ty, thì khi đó cái kết quả mà các bạn làm ra đôi khi nó lại không có cái sự phù hợp với thực tế, nó không có đúng với cái luồng thực tế. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là việc so sánh kết quả nó sẽ cho các bạn, bên cạnh cái chuyện nhất quán đó, thì chúng ta cũng phải có một cái sự sai số ở một cái độ chấp nhận được để mà chúng ta đảm bảo được cái user experience, đảm bảo được cái customer experience, đảm bảo được cái trải nghiệm người dùng, đảm bảo được cái thực tế, đảm bảo được cái kết quả đầu ra của các bạn nó áp dụng được, nó có thể mang lại giá trị cho các stakeholder. Thì qua những cái yếu tố này các bạn sẽ thấy là khơi gợi như thế nào, ra sao nó đã được thực hiện bằng các cái công cụ mà chúng ta đã đề cập ở các cái video trước. Tuy nhiên thì tất cả mọi góc độ thì BA khi mang về cũng phải sắp xếp lại cái mớ hỗn độn đó để mà giúp cho mọi chuyện nó được mượt mà, mọi chuyện nó được nhất quán và cái kết quả khơi gợi đó nó được thống nhất để mà đảm bảo được cái solution đưa ra nó mang lại value cho stakeholder. Đối với Guideline Tool thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái tool, đó là Elicitation Activity Plan và Existing BA Information. Cái kế hoạch elicitation nó được sử dụng để hướng dẫn các cái nguồn thay thế và các kết quả khơi gợi này sẽ được so sánh như thế nào, các cái nguồn nào sẽ được sử dụng, các cái nguồn thay thế nào sẽ được, nói chung là plan B khi mà các cái nguồn chính nó bị lỗi, bị sai, và cũng như là chúng ta có một cái plan rõ ràng về các cái nguồn mà chúng ta sẽ khơi gợi, thì khi mà chúng ta compare thì chúng ta focus, chúng ta không có bị lan man và chúng ta không có bị lo lắng là mấy cái nguồn này từ ở đâu, có cái gì làm căn cứ hay không, có cái sự so sánh hay không. Tiếp theo là Exist BA Information, những cái thông tin phân tích BA hiện có thì có thể sử dụng để mà còn xác nhận lại cái kết quả khơi gợi, xác nhận là cái hoạt động khơi gợi này để mà phát hiện ra những cái câu hỏi bổ sung, phát hiện những điểm cần làm rõ, những cái điểm cần chi tiết hơn. Những cái kỹ thuật thì chúng ta sẽ có Document Analysis, Interview, Review, Workshop. Những cái techniques này thì là những cái techniques rất đặc thù trong quá trình mà chúng ta kiểm tra, chúng ta giám sát, chúng ta review lại, chúng ta kiểm tra lại, chúng ta hỏi lại, confirm lại với stakeholder. Các bên liên quan ở đây thì chúng ta thực sự mạnh mẽ nhất đó là các bạn Domain Subject Matter Expert, những người mang tính là có cái knowledge, có cái chuyên môn cho từng cái nghiệp vụ khác nhau. Thì họ là những người sẽ đảm bảo được các bạn là thông tin khơi gợi đó đúng hay không, thông tin khơi gợi đó chuẩn hay không, và cũng như là họ sẽ phối hợp với bạn để mà confirm lại, để mà xác nhận lại những cái kết quả khơi gợi của các bạn. Về mặt output đầu ra thì chúng ta sẽ có những cái kết quả khơi gợi được confirm, tức là được xác nhận, được approve bởi các bên liên quan, bởi những người có thẩm quyền để mà đảm bảo được là cái kết quả đó nó hữu ích và nó phục vụ cho các cái đầu mục công việc tiếp theo. Tóm lại thì trong cái chương này thì các bạn thấy là cái việc mà khơi gợi yêu cầu nó là làm gì thì làm, BA sau khi khơi gợi sắp xếp phân loại thì cuối cùng cũng phải được confirm. Thật sự mình thấy là nếu như trừ phi là các bạn là một BA product, tức là các bạn tự mình chủ động phát triển sản phẩm, thì các bạn có thể có cái quyền các bạn tự confirm là cái đầu ra của mình. Còn tất cả các trường hợp còn lại mình thấy như là ITBA chúng ta gia công sản phẩm cho các bên thứ ba, gia công sản phẩm cho khách hàng, hoặc là các bạn làm non-ITBA, các bạn làm tư vấn, các bạn cung cấp chiến lược, giải pháp chiến lược, giải pháp chuyển đổi cho các tổ chức, cho các doanh nghiệp. Thì tất cả những chuyện đó từ các cái thông tin khơi gợi, từ các cái thông tin các bạn thu thập được trong quá trình các bạn phân tích, trong quá trình các bạn làm việc, thì tất cả mọi thứ đều phải được sự confirm từ phía stakeholder. Đây là một điểm lưu ý là mình nói chung cho tất cả mọi người là chúng ta lúc nào cũng nên có stakeholder confirm, cũng các cái kết quả khơi gợi đều phải được nhất quán và được confirm bởi stakeholder. Tại vì nếu như nhẹ thì các bạn sẽ phải làm lại các cái dự án, làm lại việc phân tích, làm lại việc thu thập. Còn nếu nặng thì đôi khi là các bạn phải đền dự án, hoặc là các bạn phải bỏ tiền túi ra để làm dự án. Đó là những điểm mà thật sự làm một BA chúng ta không nên để gặp phải những vấn đề này. Hy vọng các chương này sẽ cho các bạn một ít cái thông tin về cái việc mà cái tầm quan trọng của cái việc các cái thông tin khơi gợi, các cái thông tin thu thập nó đều phải được confirm. Hai lúa cho các bạn, chúc các bạn thành công.